Đầu tiên này em có kéo này, có hồ này, có băng dính hai mặt này. Có giấy chì. Giấy chì này thì cũng rất là đơn giản đấy. Giấy chì này là em lấy giấy ở máy phách. Khi mà giấy chì này là em lấy móng tay em cào cái là nó sẽ đen lên. Đấy. Anh chị lấy ở máy giấy chì. Yêu cầu đầu tiên là giấy cào số khung số máy ấy, là phải mỏng. Mỏng thì khi mà đắm miết thì nó mới hiện lên số khung số máy một cách rõ ràng được. Em có thể dùng một cách thứ hai nữa, rất là đơn giản, ở nhà anh chị ai cũng có. Đây ạ, trên tay em đấy là lịch treo tường. Em cũng nói rõ luôn lý do là tại sao mà một số nơi cũng rất là thích lịch treo tường, bởi vì là giấy lịch treo tường nó mỏng. Nhưng mà nếu mà em dùng lịch treo tường thì em phải có thêm một cái bút chì nữa. Bút chì này thì anh chị có thể mua từ ở bất kỳ hiệu tạp hóa nào hay là hiệu sách nào của học sinh đấy. Đây là bút chì có độ cứng là 2B. Em bỏ này sang một bên. Thì đầu tiên thì em sẽ cà số khung số máy cho anh chị bằng giấy máy phách. Thì em dùng cái này nó có tiện ở chỗ là không cần bút chì. Đây em đang tiến ra khu vực phía xe. Số khung số máy xe thì nằm ở bên ghế lái bên phụ. Ok. Cách thứ nhất em sử dụng đấy là cách em dùng giấy chì, tức là giấy máy phách ạ. Thì việc số khung máy nằm ở ghế dưới ghế bên phụ của xe. Đây. Anh chị lùa tay sang lật lên một chút. Đây cái màu trắng ở bên dưới đấy. Rồi. Đấy. Thì bây giờ em sẽ sử dụng em sử dụng băng dính hai mặt. Đấy em cố định đầu trên của giấy lại. Em tiếp tục sử dụng băng dính hai mặt để cố định đầu dưới của băng của giấy lại. Đây. Sau đó em sử dụng chính móng tay của mình, em miết. Đây thành quả trên tay em đây ạ. Đây là em sử dụng giấy chì, giấy máy phách.
Cái này tiện lợi ở chỗ là không cần sử dụng bút chì, em đã cà được một bản cà số khung. Tương tự thì em sẽ, bây giờ em sẽ tiến ra vị trí số máy xe để em tự cà. Thì việc đầu tiên là em phải lập nắp cơ lô xe lên. Tương tự em dán cố định ở đầu bên trên và đầu bên dưới ạ. Nhớ là úp cái mặt chì lên trên để cho dễ dán. Cái số khổ máy thì nó nằm ở trên trực tiếp vỏ máy nhá. Hơi khó nhìn một chút nhưng mà cũng dễ mà anh chị ạ. Đây em sử dụng móng tay này. Em sử dụng móng tay em cả. Nói chung là cái vặt nào là nó cứng cứng một chút để nó miết giấy thôi ạ. Em miết lên và miết xuống. Đây là thành quả của em đây ạ. Đây, rất là rõ ràng phải không? Đây là số máy. Và cuối cùng là phương pháp thứ hai, em sẽ sử dụng ngay cái tờ giấy lịch của nhà mình. Đây em sử dụng giấy lịch ấy, giấy lịch treo tường luôn nhé anh chị nhé. Cắt ra.
Lúc này thì em sẽ sử dụng bút chì ạ. Bút chì 2B nha anh chị nhá. Ờ, trên tay em đây là bản cà bằng giấy lịch số khung. Bây giờ em sẽ tiếp tục cà số máy theo cách này. Em xin được phép dùng bút chì để cà số máy xe ạ. Đây ạ. Đây là bản cà bằng bút chì. Còn đây là bản cà bằng giấy chì hay gọi là giấy máy phách. Thì qua nhận định của em, cá nhân em thì thấy cái bản cà
mà anh chị sử dụng bút chì này nét hơn. Mà khi công an thì họ yêu cầu không không phải là mình cà nhiều bản là đã tốt, mà bản phải rõ nét, phải hiện chì lên. Thì theo em, cá nhân em thì khuyên anh chị lên sử dụng giấy lịch, giấy lịch để tự cà số khung số máy. Em xin phép anh, xin phép cảm ơn anh chị đã dành chút thời gian vào ngày cuối tuần để theo dõi cái video của em. Thì anh chị đừng quên like và subscribe ủng hộ kênh em để em tiếp tục có những động lực cố gắng sản xuất ra những cái video chất lượng hơn.